Rồi, cụ thể ở đây là Hoàng Anh sẽ chia sẻ với bà con chúng ta cái thằng canxi bo kẽm, thì bà con cũng biết nó có một cái tác dụng là sẽ là tăng cường cái sự dẻo dai của cuống và tăng cường cái hạt phấn chắc để giúp cho trái sầu riêng của mình thụ phấn đồ nồi kia nó đầy đủ hạt nó. Quý bà con, hiện tại bây giờ thời tiết đang rất là nắng nóng và Hoàng Anh làm bên nông nghiệp nên thường xuyên Hoàng Anh hay theo dõi tình hình thời tiết và dự báo trước đến quý bà con của chúng ta. Thì ở trong cái đợt từ ngày 10 cho tới ngày 17 á, là Tây Nguyên chúng ta sẽ rất là nắng nóng và một số vườn của khách hàng bên Willow Farm trồng sầu riêng đang chuẩn bị vào cái giai đoạn mà sổ nhụy hoặc đang sổ nhụy. Thì rất là nhiều các quý bà con chúng ta inbox hoặc là chúng ta gọi điện thoại hoặc là nhắn tin cho đội ngũ kỹ thuật của Willow Farm cũng như các anh em chuyên viên ở công ty để hỏi là bây giờ là mình biết nắng nóng mà cây nó sẽ dễ bị sốc, nó dễ bị rụng bông, nó dễ bị rụng trái non và thậm chí trái lớn nó cũng rụng nữa, nhưng mà cái trái mà mới sổ xong nó gọi là que diêm á, nó hơi dảnh dảnh á, thì quý bà con chúng ta thấy là nó còn tơ, nó dễ bị xa lìa hơn là so với cái trái lớn. Vậy thì bây giờ chúng ta cần chuẩn bị gì để chúng ta đảm bảo là cái trái nó sổ nhụy xong thì nó vẫn còn ở trên cành và chúng ta sẽ là người chủ động là lựa trái nào giữ, lựa trái nào để giữ và lựa trái nào để bỏ, chứ không phải là theo cái yếu tố là tự rụng sinh lý hoặc là theo cái yếu tố là sốc nhiệt do thời tiết nắng nóng kéo dài. Thì đây là cũng là một cái hoạt động thường nhật của Willow Farm. Hiện tại bây giờ phân thuốc thì đang được chuyển giao đến quý bà con nhà vườn. Đây là nguyên một cái lô phân bón để chuẩn bị cho cái vườn mà làm bông sầu riêng, bông này là bông mít ha. Bông mít nghịch vụ. Còn giờ chúng ta nói về sầu riêng thì đây Hoàng Anh có chuẩn bị sẵn cho quý bà con chúng ta ba cái chai. Đây là cái bộ ba mà bà con chúng ta khi mà làm bông sầu riêng mà chuẩn bị sổ nhụy, mà khi mà Hoàng Anh nói về dinh dưỡng với lại nấm khuẩn trước nha. Còn dĩ nhiên là chúng ta phải quan tâm tới cái bộ là sâu rầy, rồi cái bộ sâu, cái bộ rầy, cái bộ bọ, đặc biệt là cái con bọ trĩ cho quý bà con nha, và thêm cả cái rệp sáp nữa. Rồi, cụ thể ở đây là Hoàng Anh sẽ chia sẻ quý bà con chúng ta cái thằng canxi bo kẽm, thì bà con cũng biết nó có một cái tác dụng là sẽ là tăng cường cái sự dẻo dai của cuống và tăng cường cái hạt phấn chắc để giúp cho trái sầu riêng của mình thụ phấn đồ nồi kia nó đầy đủ hạt, nó ok la. Vậy thì là canxi bo kẽm nó sẽ là một trong những cái sản phẩm mà chúng ta cần phải là xuyên suốt trong cái quá trình khi mà chúng ta làm bông và nuôi trái sầu riêng. Vậy thì là trước khi sầu riêng sổ nhụy, tức là khi cái vú bò chuẩn bị nó chuyển sang màu vàng mà nó có dấu hiệu nứt thì quý bà con chúng ta sẽ sử dụng canxi bo kẽm hữu cơ này, một chai 1 lít này chúng ta cộng tới 800 lít nước quý bà con, và chúng ta hãy cộng luôn với siêu giáp giúp giùm Hoàng Anh. Tức là một chai siêu giáp là chúng ta sẽ cộng với lại hai chai siêu giáp sẽ cộng với lại một chai canxi bo kẽm hữu cơ, tại vì một chai siêu giáp chỉ cộng được với 400 lít nước thôi, còn canxi bo kẽm hữu cơ chai 1 lít này là phải cộng tới 800 lít nước. Thì chúng ta sẽ pha chung với thuốc sâu rầy để chúng ta xịt trước khi sầu riêng sổ nhụy nha quý bà con nha. Trước khi sầu riêng chúng ta sổ nhụy thì xịt siêu giáp để ngăn ngừa cái nấm khuẩn tháng thư có thể diễn biến phức tạp. Nhiều khi mà nắng rồi nó nồm, rồi nhiều khi mà gặp sương muối hoặc là gặp những trận mưa bất chợt thì chúng ta ngừa trước thì vẫn tốt hơn là chúng ta trị, đúng không ạ? Rồi canxi bo kẽm thì hồi nãy Hoàng Anh cũng có chia sẻ là bo thì làm dẻo cuống, tăng cường hạt phấn, canxi thì làm chắc cuống và nó ngăn ngừa cái vụ mà rụng. Nhớ bà con nhé, thì chúng ta sẽ xịt để mà chúng ta chủ động trước, pha chung với mảnh tướng diệt sâu, pha mảnh tướng diệt rệp luôn. Nhớ giùm Hoàng Anh cái vụ rệp sáp, bây giờ cũng sáng nay đọc cái thông tin trên hội thì thấy cái vụ rệp sáp nó cũng rất là đau lòng nha quý bà con nha. Rồi tiếp theo một cái chai mà bà con chúng ta sẽ thường ít thấy Hoàng Anh cầm, nó là do là cái này là Hoàng Anh cũng không có nhiều thời gian để chia sẻ với bà con, nhưng khi bà con chúng ta gọi điện thoại thì Hoàng Anh sẽ tư vấn ngay, đó là chai Up One Nano. Một chai thế này là 250ml, bà con pha với Hoàng Anh là 200 lít nước nha quý bà con nha. Và chúng ta có thể pha chung với canxi bo, chúng ta có thể pha chung với siêu giáp. Tác dụng của nó là thắt chặt tầng rời để ngăn ngừa rụng trái. Ở dưới quê của Hoàng Anh miền Tây gọi là cái tiệm tiếp giáp giữa cái cuống của trái với lại cái cuống nó nằm sát trong thân á, Hoàng Anh gọi cái đó là miệng đĩa. Thì khi cái miệng đĩa nó hở ra quý bà con thì bắt đầu là coi như là nó rụng cái trái phía dưới và nó giữ lại cái cuống ở trên, cái bám vô cái phần cành. Vậy thì cái thằng Up One Nano này khi bà con chúng ta phun vào bông, phun vào trái nha, phun trực tiếp vào bông vào trái giúp dù Hoàng Anh luôn, thì nó sẽ giúp cho cái miệng đĩa nó được thắt chặt lại, các cái tế bào giống như là chúng ta quét cái keo 502 hoặc là chúng ta một vài video hoặc là lấy băng keo điện nó quấn lại, tương tự là cái hành động giống như thế.
và rất là nhiều các cái thực nghiệm, và cũng như là rất là nhiều các anh em trong nghề là thuộc dạng gọi là kinh nghiệm đầy mình á, võ công cao cường á, đã sử dụng cái Upwell Nano này, và khi mà Hoàng Anh điện thoại hỏi thăm thì đều nhận được cái thông tin rất là tích cực, là thấy cái tỷ lệ rụng nó giảm hẳn, cũng như là cái gì quý bà con, như là một số cái miệng đĩa nó chuẩn bị, một số cái khớp nó chuẩn bị lìa cành á, thì nó tổng hạn như mới hé hé tầm khoảng 1/4 thôi á, thì khi phun Upwell Nano vô là thấy bắt đầu nó sao nào, nó đứng lại nha quý bà con nhé, nó đứng lại, nó không có rụng nữa, thì giải quyết được cho quý bà con chúng ta cái vụ là rụng bông. À, một số quý bà con hay hỏi bây giờ em còn cái chìa không mà chắc em đi Bình Dương bán nước tương quá, thì để mà chữa cái vụ bệnh đi Bình Dương bán nước tương thì bà con chúng ta xài dùng Hoàng Anh Upwell Nano, nó có thể pha được chung với là mảnh long nè để chặn đọt nè, à ngoài ra nó còn có tác dụng chặn đọt như quý bà con nha. Nhưng hàng như khi quý bà con chúng ta thấy là chuẩn bị sổ nhị, hoặc là thấy đã sổ nhị xong mà thấy ở ngoài đầu đọt á là nó bắt đầu nó le le vậy nè, tại nhiều khi nó gặp tiết hoặc là cây của mình á mình cho nó nhấp nước hoặc là nó nín lâu ngày quá thì bắt buộc thì nó cũng theo nhu cầu sinh lý của nó thì cũng đẩy cái mầm, đẩy cái đuôi tôm ra, thì bà con chúng ta có thể sử dụng Upwell Nano này chúng ta cộng với mảnh long, tức là một chai mảnh long cộng với lại một chai Upwell Nano này, và chúng ta sẽ cộng với là tầm khoảng 200-300 lít nước tùy theo cái đọt của mình ra mạnh hay yếu, thì chúng ta phun vô đây thì nó sẽ làm cho nó đứng cái đọt này lại luôn. Như vậy thì là quý bà con chúng ta lưu ý ba cái sản phẩm mà chúng ta phải trữ ở trong cái gia đình của mình khi mà chúng ta cho cái vụ mà làm bông làm trái mà để thắt chặt từng rời một cách mạnh mẽ, thì chúng ta sẽ có Upwell Nano. Một chai thế này là 115.000 thôi quý bà con, chưa bao gồm phí vận chuyển, giá này là giá nhà máy luôn nha quý bà con nhé. Và chúng ta sẽ phun trước khi sổ nhị và phun sau khi sổ nhị. Sau khi sổ nhị chúng ta phun, ngoài cái chuyện thắt chặt từng rời thì nó còn hỗ trợ trong quá trình chạy trái, làm cho gai xanh hơn, làm cho trái mình nó nóc no tròn, chứ nó không có bị cái gì quý bà con, chúng nó không có bị dài cho con bà con nhá, nó không bị xương. Nếu mà nó bị xương á thì lái thường người ta hay chê, tại vì cái vỏ nó cái vỏ có cái đít á, nó dài quá thì nó cái đít nó dài quá thì bà con cũng biết là bên trong cái muối nó sẽ bị nhỏ lại, thì chúng ta sẽ sử dụng Upwell Nano để chúng ta dỗ luôn. Thay vì bà con chúng ta phun bạc lo sau khi sổ nhị thì bây giờ chúng ta phun cái thằng Upwell luôn nha quý bà con nha, rất là nhiều cái công dụng ở đây. Rồi canxi bo kẽm hồi nãy Hoàng Anh cũng chia sẻ, siêu giáp Hoàng Anh có chia sẻ rồi. Và bà con nhớ nha, cái cử rệp sáp trước khi bà con chúng ta sổ nhị là bà con chúng ta phải phun. Để Hoàng Anh lại đây, Hoàng Anh lấy cái chai rệp sáp, Hoàng Anh gửi cho quý bà con chúng ta xem. Bích lối đi luôn, mô Phật. Cái thằng mảnh tướng diệt rệp nó rất là hay quý bà con, và bà con chúng ta phun ngừa trước khi sổ nhị á, nó sẽ giúp cho quý bà con chúng ta. Đây, cái thằng mảnh tướng diệt rệp này bà con chúng ta phun trước khi sổ nhị, nó sẽ giúp cho bà con chúng ta ngăn ngừa cái thằng rệp sáp rất là hiệu quả. Và tới cái khi mà cái gai trái nó đã chạy trái xong và gai trái nó cứng cáp rồi, bà con chúng ta thấy là nó vẫn bảo vệ được rất là tốt, thời gian bảo vệ của nó đối với rệp sáp rất là kéo dài, nên quý bà con chúng ta nên pha cái hỗn hợp hồi nãy cộng với thằng siêu rệp sáp này giúp dùm Hoàng Anh nha. Một chai này là 480ml, chúng ta sẽ pha được với lại 400 lít nước, tức là 2 phi nha quý bà con nhé. Làm sầu riêng không khó không dễ, nhưng cái quan trọng là chúng ta phải hình dung được cái lộ trình trước đó và chúng ta chuẩn bị phân bón. Cái điểm yếu của Willow Farm đó là Hoàng Anh không có bỏ hàng cho đại lý quý bà con, nên quý bà con chúng ta cần phải lưu ý giúp dùm Hoàng Anh là sao. Bà con chúng ta, Hoàng Anh sẽ tư vấn cho quý bà con chúng ta nguyên một lộ trình, và nó sẽ có bước 1, bước 2, bước 3, bước 4. Thì bà con chúng ta đang ở bước 1 thì bà con hãy lấy sử dụng phân bón, trữ phân bón cho tới bước 3, bước 4 dùng Hoàng Anh luôn. Để làm gì? Để mà khi chúng ta cần thì chúng ta sẽ có, chúng ta xử lý liền giúp dùng Hoàng Anh nha quý bà con nha. Rồi ok quý bà con, cái bạn là Upwell Nano hỗ trợ thắt chặt tầng rời, giúp cho việc chạy trái tốt hơn, xanh gai, chống đen gai. Đấy thì bà con chúng ta nhớ dùng Hoàng Anh cái sản phẩm này giúp Hoàng Anh nhé. Một chai này là 115.000, pha được 200 lít nước, có thể pha chung với thuốc nấm khuẩn, có thể pha chung với lại canxi bo kẽm rồi vân vân. Mà mảnh long thì cũng rất ok nha quý bà con nhé. Và nếu quý bà con chúng ta trong quá trình mà làm bông nuôi trái, sầu riêng, trái mít, bà con chúng ta có cần hỗ trợ cái gì, bà con chúng ta vui lòng gọi vào số hotline hiện trên màn hình giúp dùm Hoàng Anh, hoặc có thể kết nối với Zalo số điện thoại này luôn cũng được, thì các bạn sẽ nhanh chóng hỗ trợ quý bà con chúng ta, thông tin quý bà con chúng ta liên tục để quý bà con chúng ta nắm cái tình hình thời tiết nữa quý bà con nha. Cảm ơn quý bà con và hẹn gặp lại quý bà con chúng ta trong những video tiếp theo ạ.